Dạ vâng, Việt Nam Audio xin kính chào toàn thể các bác. Thì như các bác vừa mới xem qua, đó là chính là một cái màn test mic của một cái bác khách vào hôm nay mà trời mưa gió mà cũng đã ghé qua cửa hàng em. Thì hôm nay nhân dịp là bác ấy vào, bác ấy có mua một dàn karaoke và bác ấy có cái giọng hát khá là hay. Thì em có nhờ bác ấy test cho em một cái bộ mic tới từ thương hiệu BIB, có model là mic 1000. Thì thực ra em chỉ còn có bốn cái con này thôi, và bác ấy nhờ cái bác kia bác ấy test cho một bộ để làm một cái video giới thiệu đến toàn thể các bác. Thì cái thương hiệu BB thì đây là một cái thương hiệu nội địa của Trung Quốc các bác nhé, và nó sản xuất là khá nhiều các dòng thiết bị âm thanh. Thì hôm nay em chỉ còn có bốn bộ như thế này thôi, bốn bộ như thế này. Mà thực ra nói đúng hơn là em về mà nó lẻ lẻ bốn bộ như thế này các bác ạ, vì em đợt này em hay về em về về và đẩy đẩy và loa nhiều hơn là mic. Cái mic này chắc là nó tồn từ cái đợt trước đây, từ cái lô hàng trước, và nó em giờ nó mới về. Thì như các bác thấy trên đây thì thực sự cái bộ mic này nó khá là đẹp các bác ạ. Đẹp và nó đẹp từ cái đầu thu này, đẹp từ đầu thu đến đẹp về cái tay mic. Tay mic thì cái tay này nó là màu tím các bác ạ, là một trong số những cái dòng cái màu sắc mà khá là hiếm trên thị trường. Thì thường em thấy các bác hay thấy là những cái màu như là màu vàng đồng hoặc là màu vàng gold, thì đấy là hai cái màu chủ đạo, hoặc là màu đen. Đấy là những cái màu chủ đạo đối với những cái tay mic mà các bác hay thấy trên thị trường. Đây cái loại này thì cái model này thì nó có màu tím, và cái phần thân tay mic của nó khá là đẹp các bác nhá. Thì nó vì là hàng bãi mà cho nên nó sẽ có một vài cái xây sát này. Thì đây chắc là cái chỗ người ta cuốn băng keo thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chất lượng của cái mic này. Đây nó cái độ đẹp của nó chắc phải tầm trên 80%, nó chỉ có một vài cái xây sức như thế này mà thôi. Ngoài ra thì đây là một con dòng, con này là con một con ví xanh nha các bác nhé, ví xanh tự ngắt. Và đây là cái con mic này thì cái đầu thu của nó sẽ chạy cái mạch Beyer như các bác thấy đây. Thì đây là ví xanh tự ngắt này. Thì bên em khi mà bán cho các bác thì luôn một cái yêu cầu đối với những cái tay mic như thế này, nó sẽ không bao giờ bị gãy cái lấy pin các bác ạ. Thì đây là những cái hàng tuyển chọn đấy, thì không bao giờ nó sẽ có cái hiện tượng bị gãy lấy pin. Đây con này là tự ngắt đầy đủ các bác nhé. Thì như các bác nhìn thấy cái con mic không? Con mic này quen rất quen thuộc đúng không bác? Đây là con mic Beyer nha, con mic Beyer hàng chính hãng luôn. Con mic Beyer chính hãng, và tiếng thì nó gọi là khỏi chê. Thì cái nãy về em cái trong cái video mà cái bác khách vừa test cái phần là một bài hát cho các bác nghe ấy, thì các bác nghe thì bác cảm nhận thì nó chất âm của nó rất là dày và khỏe đúng không bác? Tiếng xì đẹp và chất âm dày, vì là những cái mic mà nó có chất âm dày thì thường là nó giảm hô rít cực kỳ tốt. Và riêng đối với con này thì nó tiết kiệm pin tối đa, và nó có cảm biến tự ngắt sau 3 giây các bác nhé. Cái mở độ cái sóng ổn định của nó sẽ là trong khoảng cách là 6-7 mm, sóng cực kỳ ổn định, thì rất thích hợp đối với các bác mà làm karaoke gia đình, có thể là làm phòng hát karaoke thì nó hoàn toàn thoải mái. Thì đây cái phần con mic các bác nhá, nhìn là biết là con mic Beyer cực kỳ đẹp này. Thì em đã có mở về để cho các bác kiểm tra về cái nội thất của bên trong của con mic này cho nó đầy đủ và hoàn chỉnh hơn. Vì em thấy nhiều khi mà em quay video ấy thì đôi khi có khá nhiều bác hay hỏi về những cái phần nội thất. Thì thực ra là phần nội thất thì quay để các bác chiêm ngưỡng và các bác ấy thôi, thì cho các bác có cái nhìn đánh giá và tổng quan hơn. Thì em bán một số dòng mic rồi, thì cái dòng này nhìn sơ qua thì các bác thấy nó rất là giống cái thiết kế giống cái dòng Vedamic M1 đúng không bác? Dòng Vedamic M1 thực chất nó là chính là một dòng Beyer các bác. Thì như đây thì các bác sẽ thấy là có đây là có hai cái mic volume, hai cái volume AB này, mặt trước của nó AB, và ngoài ra là một cái màn hình dạng LED để các bác điều khiển tín hiệu. Thì tiếp theo sẽ là ba những cái nút set mà điều chỉnh. Ngoài ra con này sóng bằng IR các bác nhé, sóng bằng ngoại IR này. Đây ngoài một thiết kế bên trong của nó thì mỗi kênh nó sẽ là các bác là có hai cái chip vi xử lý. Ngoài ra thì những cái con tụ này đều là tụ gốm, những con tụ của cái bộ đầu thu của mic này đều là tụ gốm. Thì nói về cái tụ gốm một tí thì con này thì nó tụ gốm thì có một cái đặc điểm nổi bật của nó là nó cái dung size của nó rất chính xác. Thì cái tụ gốm thường người ta thường hay sử dụng những cái tụ gốm là để làm cái linh kiện của những cái thiết bị mà cần một cái sự mà cần cái độ ổn định cao, hoặc cũng như là các thiết bị mà có nó có cái tiêu thụ cái điện năng ít. Thì
những cái con tụ gốm này thường nó sẽ cho các bác một cái kết quả dung sai rất là chính xác và ổn định với điện áp, tần số, nhiệt độ, cũng như là có một kích thước cực kỳ nhỏ gọn. Và những cái vì cái những cái ưu điểm đấy cho nên là những cái thành phần, những cái thiết bị mà được dùng cái con tụ gốm này các bác này, khi mà những cái thiết bị mà sử dụng những cái con tụ gốm là phần linh kiện ấy, thì thường là nó sẽ cho các bác những cái kết quả cực kỳ khả quan và ứng ý. Cũng giống như cái đây, những cái đầu thu mic này thì nó cho các bác ra những cái phần tiếng mic sau khi mà hát thì nó cực kỳ dày và trong, đảm bảo đầy đủ những cái yêu cầu. Tiếng mic cực kỳ dày và trong các bác nhá, tiếng trong sáng và nó không hề có hiện tượng bị vỡ tiếng. Thì nói về phần cuối cùng, vì là còn có, vì là nó về có bốn cái con này thôi mà nó mà để mà đưa ra một cái mức giá mà nó khả quan nhất đối với tất cả các bác vào cái cửa hàng Việt Nam Audio của em, thì nó luôn luôn là một cái vấn đề mà em luôn luôn suy nghĩ. Vì cái đợt này khá là khó khăn ấy, cho nên là em rất muốn hỗ trợ, cũng như là các bác cùng hỗ trợ với em để chúng ta mà trong quá trình mà tìm hiểu về một cái thiết bị âm thanh nữa, hoặc là muốn có nhu cầu mà sắm sửa các cái thiết bị âm thanh để bổ sung cho mình, cho ra dàn karaoke gia đình của mình, thì luôn luôn đưa ra một cái mức giá rất là hợp lý. Thì đối với cái con mic nha, BB các bác nhá, đây model này BB này, đấy, nó hơi lóa tí này, model của nó là mic 1.000 nhá. Thì hiện tại bên em đang bán là 1.600.000 đồng các bác nhá, chưa bao ship và bảo hành cho các bác 3 tháng. Thì bác nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ cho trực tiếp cho em trên số điện thoại đang hiển thị trên màn hình các bác nhé. Và đấy là cái số hotline Zalo của Việt Nam Audio. Ngày hôm nay Thanh Hóa mưa gió rất là nhiều các bác ạ. Mưa các là ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 9 đấy. Mưa gió rất cực kỳ nhiều luôn. Trong cái quá trình test âm thì nó chỉ có một vài cái tiếng âm thanh. Em là cái mái trần này, em là cái mái tôn các bác. Mái tôn cho nên là mưa xuống nó thực sự cái tiếng nó rất là ồn. Mà các bác kia bác test khá là hay. Thì hẹn gặp lại các bác ở một cái clip lần sau đối với những sản phẩm mới hơn của Việt Nam Audio. Em xin chào tạm biệt các bác ạ.